nhận lời thách thức ngu ngốc đó. Ngày nào con cũng hát với họ, để đập cái đàn của con ra đó. Tôi đã sáng tác được một bài hát rất là hay. Cậu sẽ cùng tớ với tài năng, cậu phải cứu lấy các bạn. Tớ sẽ bí mật chuyện này